thằng nào bảo quýt luôn mà. Thằng bảo quýt luôn ơi. Ở bên kia nó đi là ở bên kia nó đi nói một game nữa thôi đi em ơi. Bên kia đi một game nữa thôi, một game nữa thôi. Định nghĩa gánh tim anh em. Tay tưởng win rồi đấy các bạn, tay tưởng win thật rồi đấy. Còn cái kia, biến xuống mạng. Ui, xì này. Xuống còn sao được nha. Yuka lên mẹ ơi. Không sao. À cái chết đi. Go. Mở đi, mở đi. Ok. Qua máu lại biết, Ok. Khoảnh khắc ngôi sao kìa. Ok, let's go. Chúng ta cùng nhau đến với mid check các bạn ơi. TDT đối đầu với OneSA, đây là một trong những game bán kết hay nhất trong nhiều năm trở lại đây. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với mix check của số bán kết này. Mẹ tiếng ồn đấy nhở, đúng là tiếng sân khấu, từ từ anh em ơi. Tiếng hơi ồn. Nó không đáng sợ như thế đâu. Này mày coi. Đi luôn đây, thằng Lô sẽ làm được hết. Hôm nay anh em đến đây không phải là để vào chung kết được chưa? Okay. Hôm nay anh em đến đây là để vô địch. Thứ hai, anh em để ý cho anh, mọi người đang chơi ấy, mọi người chỉ nhìn vào màn hình điện thoại cho anh thôi. Okay, thì okay. Nếu mà đừng có nhìn trước mặt đối thủ của mình nó làm cái gì hết. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho bọn em mất tập trung, hiểu không? Hôm nay phải bài này anh Batman dặn từ 2018 đến giờ vẫn dặn. Như này đó. Đúng rồi. Không có gì gì điện thoại nữa đâu nha. Nếu mà như em yếu á, em cứ nhìn qua đồng đội mình vẫn đang cố gắng, thì mình cứ kéo theo từ từ đâu cũng được nữa. Nếu em ngu quá. Nếu em thọt quá. Thôi, thì okay. Không sao hết đó. Ok. Thì, thọt quá thì gì? Con mẹ. Nếu em không xấu thì em nhìn sang thấy thằng đồng đội đang gánh ỉa có vẻ ra quần, hiểu không? Em phải nhìn sang đồng đội đang gánh ỉa có vẻ ra quần. Phở lo kệ nó, nghe này, phở lo kệ nó, mình không đánh nhau với nó, anh nghe nhắc lại này, Rui là mình không được đánh nhau với nó, được chưa? Tập trung này, con phở lo ấy, nó không có đáng sợ như thế, nó chỉ con bát khỏe thôi, mình né con bát là mình win được chưa? Cnet farm được là win, khóa. Còn mẹ anh em, anh Việt Man xảy mãi lòng được. Kêu anh nha biết. Ok. Để anh tóc theo em. Xíu bắn tới á. Follow với dàn tầm lên này mà cắp bắn tới á. Cắp bắn tới á. Được. Anh xuống giúp liền từ. Okay, xuống giúp em ơi, đừng mất máu. Đạp được em ơi, đừng mất máu em ơi. Rồi. Ok. Xong ta đánh đè vì. Lên. Từ. Không lên. Được. Chật hân. Lên. Ai follow bắn tay nào. Chú có cầu ấy, có cầu ấy. Tóc biến rồi. Yếu hết. Chơi ai? Bọn nó kẹt lại hết rồi. Không chơi này nhá. Chơi không? Chơi luôn. Chơi rồi. Đừng đánh nhau nữa. Tất cả đánh chậm lại, bây giờ mình đi dắt nhá. Chơi này, anh em mày tôi đâu mất tất gì cả nữa. Đánh chậm lại, ok. Đội trưởng Ara. Lo. Tất cả đánh chậm lại, anh em. Mít. Chơi luôn. Có vậy nhá. Trên này, lính cầu nhà luôn. Cảm giác TDT côn team trận này nó bị phản tác dụng hết nhở. Vừa mới tất cả đánh chậm lại,
chín em mẹ không còn gì mà đánh. Rồi các bạn. Các bạn. Rồi. Đéo còn gì mà đánh nữa. Rồi. Nhà cho anh. Quê thề. Nhà thề. Vừa mới con nhau đánh chậm lại 9 phút em mẹ nghe mà. Bỏ đi, bỏ đi, sao đó. Trời. Ok ok, bỏ đi, bỏ đi. Lỡ lỡ này mày. Lỡ lỡ. Chúng ta muốn chơi đến cuối, chúng ta muốn chơi đến 9 giờ 10 giờ đêm ấy, chứ không phải là cái thời điểm này. Được chưa? Ok ok, tập trung vào game thi đấu thứ hai, làm những điều cơ bản. Dành một tên làm những điều cơ bản. Chiếm tay lane này. Làm những điều cơ bản thôi. Ok này. Chơi trên này này. Đang cho nó. Khả năng có dùng, khả năng dùng nó sát tường, sát tường trên này. Dùng mina, có dùng mina nhá. Ok ok. Anh men hoạt động hết công suất nhờ. Qua này, qua này, qua này. Quả hàm muộn rồi. Ui, nó đẩy. Nó gặp nhau rồi. Bắt 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 bắt. Ok, vào, tao le đi. Tao tao cover. Mid đi, mid đi này, mid đi này. Chăm chăm. Chuẩn bị lụm mina, tao lụm bố tên đi. Bố nó kìa, bố nó kìa. Lại lụm lụm. Kiếm bố đâu? Thôi, lụm nhà. Rồi biết. Đập mina, đập mina. Ừ. Rồi, tao rồi. Cân đôi. Ừ, băng dương hay. Có mình mina. Đáp này. Anh cầu. Có mình đập mina nhưng mà. Nó chiều, nó chiều rồi. Em mất rồi. Nhưng mà nó khỏe lắm. Nó. Ok, hay. Anh bỏ sai mít nhá. Ok ok, mít từ đâu. Mất kèo, mất kèo, mất kèo, mất kèo. Dưới kèo này. Lily đang khả năng trên, Lily trên, từ từ. Lily trên. Áp lộ gái, áp lộ gái, áp lộ gái. Ở trên đếm nè, trên đếm nè. Đếm được, đếm được, đếm được, đếm được. Không được, không được, không được. Quy nè, quy nè. Hai. Chết, quy nè. Giữ luôn, giữ luôn. À, giữ luôn, giữ luôn, giữ luôn, được. Tự chơi được, tự chơi được. Bết, 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 bết. Ở dưới cơ đếm rồi nha. Ở trên đâu? Đông rồi, đông rồi, đông rồi. Ê, có tốc Huy. Được không, được. Ui. Có vô lại. Nó có giải đâu anh em ơi, chơi đi, chơi đi. Chơi, chơi, chơi. Nó không có dài đâu. 42. Rồi. Rồi. Lui lui tiếp. Lui được. Rồi không lại, 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 lại. Rồi, rồi, rồi. Rồi biết luôn. Nó mắc chạy luôn nha, nó mắc chạy luôn nha. Chờ nữa, chờ nữa, ô chờ nữa. Nó mắc chạy nha đâu, nó mắc chạy nha đâu. Ừ. Chỗ này giặt kịp á. Thoải mái thôi. Sao nó mất giải hoài vậy? Nhà nha. Tất cả, tất cả. Anh em ơi. Lui lui. Tao có hổ. Đánh người, đánh người thôi, đánh người thôi, đừng nghe, đừng nghe, đánh người thôi, đừng nghe. Lui lui. Đánh người thôi. Ừ, đừng nghe. Lui 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 lui. Câu này ý nghĩa là gì nhỉ? Tao chơi thử đi đánh người. Ok ok. Gì gì gì. Diễn công, diễn công. Thôi được rồi, được rồi. Tí nữa nó sẽ đi lại nữa mà. Tí nữa nó sẽ đi lại lần nữa mà. Anh có giải, anh có giải nha. Em có sau, em có sau á. Có giải đúng không? Chơi luôn nè. Có giải, có giải. Trụ 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 cho anh, trụ cho anh. Được anh nha, được được nha, được nha, được nha, được nha. Mất giải nè, mất giải. Đây 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 luôn nè. Vô đây, vô đây, vô đây. Chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn, chơi luôn. Đánh đánh người, đánh người, đánh người, đánh người, đánh người, đánh người. Bình tĩnh, bình tĩnh, quên nào, quên nào, bình tĩnh. Đánh người, lấy tinh thần, đánh người, lấy tinh thần cho anh. Đánh người, đánh người. Đây đây đây, bởi vì có cái câu này đấy các bạn. Đánh người, lấy tinh thần cho anh. Đánh người, lấy tinh thần. Đánh người, lấy tinh thần cho anh. Chúng nó giết chúng nó. Ai à? Rồi. Đấy, các bạn thấy đây các bạn. Đấy, các bạn thấy đấy, mẹ trên sân khấu nó còn có những cái thứ mà oái oăm như vậy nữa cơ. Nó còn những thứ oái oăm như vậy nữa cơ. Còn phải đánh người để lấy tinh thần nữa cơ. Chơi ai giết được 2 GT không em? Khổ được. Quá. Chơi ai giết được 2 GT không? Được. Được vậy thôi, khỏi ban nhỉ. Anh em ơi, trận này để 2 GT rất là mạnh lắm nha. Cứ đợi thằng Nô đi, anh tin hôm nay thằng Nô sẽ làm được hết, anh em hiểu không? Okay, okay. Cứ để nó làm. Nô là Nolan đúng không? Thằng Nô, con mẹ ra Nô ba họ. Làm, cứ để nó làm. Thằng Nô cơ à? Đây đây, thằng Nô ơi, thằng Nô ơi, thằng Nô ơi. Thằng Nô ơi. Có bao nhiêu, có bao nhiêu, có bao nhiêu. Nhìn đừng cho nó gồng được anh ơi. Nhìn đi. Qua nè, có góc nè. Thế mày coi. Để tui mày, tui mày, tui mày. Cắt qua luôn, cắt qua luôn. Lê, lê, lê. Đây qua mày coi. Nó giải anh mày đây. Trước mặt này, trước mặt này. Đây, đây, đây. Sao gì không, sao gì không. Biết rồi, biết rồi nha. Chơi, 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 chơi. Rút cây, bắn cây bên phải á. Này. Đánh người, đánh người, đánh người, đánh người. Game này nô lần. Con mẹ game này thầy mẹ thầy men tin mỗi thằng nô quả cuối game nô lần bị bắt cay đấy nhở, cay đấy. Tôi mở biến này. Mẹ em biển hai lai nhiều thật. Bình tĩnh, tập trung chơi tiếp. Đây em ạ. Tất cả bình tĩnh, tập trung chơi tiếp. Có thể em biển. Bắn lên nha. Bắn hết, mẹ nó bắn hết. Bắn hết. Xoáy à. Không có đam, không có đam. Giờ bắn giảm mũi tên rồi. Nó là biến. Ba điểm là đầy quá. Một đá này. Giết luôn. Về đi, đừng có đi. Tao dắt đứng mít cao rồi. Ê, góc tao đẹp anh em ơi. Góc tao đẹp, góc tao đẹp. Các bạn nô lên đây. Góc tao đẹp. Góc tao đẹp. Ngon công, ngon công. Ê, đi qua, đi qua. Ủa, quả đoán mát kìa, quả đoán mát kìa. Đang qua, đang qua này. Bên kia từ từ nhá. Xưa nhá. Đánh kẹp rồi. Ê, em đẩy thẳng mít. Giao xin này, giao xin này, giao xin này. Cản anh em ơi. Cản anh, cản anh. Yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Anh kẹp nha, anh kẹp nha. Cản anh, cản anh, cản nha. Đẩy, đẩy, đẩy. Đừng cho về chim, ở bên lưu còn thằng chim.
Hắn đi tôi rồi. Đừng cho nó về, đừng cho nó về. Ấy chưa có hàng gì đâu. Win win win. Win 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 đây. Win 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 tắc rồi. Tắc. Chà tắc. Chà tắc. Cô ấy kêu là tao. Ai có vào không vào kìa. Để ý ơi. Lên. Cùng vào đi mày. Có vào được. Có vào được. Ấy nó thiếu người đấy. Nó tông cả. Nó thiếu người đấy. Cùng vào cái nhà. Không biết bao giờ mới được như ngày 14/5/2023 nơi hay đánh với FVP chú nhỉ. Cay nhất là trận đấy còn không có mic check. Còn cái biết tao rồi. Đừng đánh vậy. Heavy ơi, cứ dắt kinh công rồi. Đang dắt mà từ từ. Từ đang dắt. Đừng đánh vậy từ từ ơi, cứ dắt kinh công rồi. Đang dắt mà từ từ. Quên, vào trận nó quên. Si nó đang đánh rất điên, bọn nó sẽ kem bot. Vietman không biết phải nói câu gì nữa. Uầy, một câu đầy tính công nhận của huấn luyện viên đối thủ các bạn. Một câu đầy tính công nhận của huấn luyện viên đối thủ các bạn. Nào, còn nói gì nữa. Bây giờ đến cả huấn luyện viên đối phương còn phải nói về Si như thế thì còn phải nói gì nữa anh em. Thằng Si nó đang đánh rất điên. Bọn nó sẽ kem bot rất là nhiều trong cái trận này. Anh em chỉ nên dép thôi, không nên chủ động công nó quá. Tại vì là chúng nó cũng sẽ công rất là mạnh ở cái cạnh đấy. Huấn luyện viên đối phương gửi một lời công nhận. Xích con AT cho anh em, chỉ cần nói thế thôi anh nhá. Sắt đào tinh thần của nó, được chưa? Sắt đào tinh thần của nó uầy. Thế mà trận này lại điểm đúng luôn này. Nolan xích cổ hai AT lại này. Ô em ra khỏi comment được, anh đứng mít được. Không được anh xích nha. Con mẹ, để ra vu đấy à. Xích được luôn. Ok. Hai mít rồi. Ok, chúng tôi à. Nolan nó chói cổ. Uầy, hay phép nhờ. Mít check hay phép đấy chứ. Nhưng mà thề luôn, hôm đấy chúng ta đã được xem mic check trực tiếp rồi nên đâm ra tôi cũng không nghĩ là mic check này ok, nhưng mà mic check này ok đấy chứ. Nhiều thứ để xem chứ. Canh thanh tẩy mà không được. Canh về phụ nhân. Canh thanh tẩy mà không được. Canh về phụ nhân. Ê, bắt đầu. Đây mình ơi. Đây tóc thêm tiền. Anh em bắt tóc rồi. Cô bờ này. Góc này kẹt nhá. Rồi. Góc này kẹt á. Bắt tải. Theo đúng thần. Bắt tải. Chân này. Chơi được. Rồi. Cao rồi. Đánh gần. Mên đi. Kì công. Thằng ngon, đứng bên phải á. Ơ, giờ nè. Hai giây xích. Đây. Không sao, nó không có ai. Hấn điều. Bỏ đi. Nó ra hơi muộn tí thôi mà phải chủ quan. Hấn điều. Vừa mới nói dứt câu xong. Nhà trước đi. Lùi đi. Ông mày đi rồi. Anh hấn điều thật là nghĩ nó không có ai thật đấy hả? Chúng nó ra đâu. Nha. Này. Nice. Đây mày. Nice. Đừng nói nữa. Mù nó về. Mày ăn coi. Mày ăn coi. Mày ăn cũng lại coi mày. Mẹ anh. Hôm nay mình nên focus vào thằng AD đó. Thằng AD là win anh em. Win phải là chắc chắn win. Game mày khả năng cao lắm. Sao biết thắng game này là win vậy anh à? Tức là thằng AD đó, thắng game này là win anh em, biết tuổi là chắc chắn win. Anh à, lắm dữ kiện đấy nhở? Mình biết lắm nè. Nó có thể đánh từ mid luôn đấy nhở, ở mid nó có sở cút. Đắm nó lâu. Ý, để anh báo chiêu thôi. Còn cái áo sở cút gì chứ. Đấy, công chơi đường em ơi. Đập luôn à? Theo ta công chơi đường, anh bắt trả. Anh bắt trả. Nó lực mà mình lại đập nó luôn à? Từ, bình tĩnh, chia ra đẩy. Cái bản quan em à? Nó lực đấy nha, đập luôn. Thằng sơ cút quá anh em ơi. Sung sung anh nhỉ? Đi kéo đi kéo. Bung bung à? Ơ đây em ơi. Qua nào, đánh gần trước. Ê, lo bắt tải. Anh em ơi, anh
nó lực mà nó lực mà lại còn đập nó luôn đấy. Này thì đập mày, đập mày, đập nó luôn đấy, mày đập nó luôn đấy. Tí tôi kể mọi người câu chuyện hôm đi ăn nhậu, có cái chuyện này thì nhẹ nhàng thì chỉ kể được, có nhiều thứ không kể được nhưng mà cái này kể được. Anh em buồn cười anh Marit. Để cho Lily thủ 2 được. Ok, chờ. Em nó chạm bên cầm được luôn á. Ở đây nhìn nó có kỳ đài và sát thánh chứ mày. Ừ, đây, 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 làm cho này. Lên rồi, sẽ cút bên phải quá. Chơi này luôn. Nó kẹt bên người á. Vẫn chạm, vẫn chạm, vẫn chạm. Vẫn chạm, vẫn chạm. Yuka dưới, Yuka dưới, Yuka dưới. Hả, chơi chung. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Về đánh, về đánh, về đánh, đánh cả, đánh cả, đánh cả cho anh. Đi bắt kỳ, đánh cả, đánh cả. Uầy. Đi đi rồi. Kêu. Quả tàu bà đẹp phết nhờ. Mất vui luôn, mất vui luôn. Không lưu được. Ok, bật tỏ cho anh em ra được. Quả này không ôn mid win từ được. Ép thôi, có gì đâu. Thu được, thu được. Không được chết nha. Ok, ok. Nhớ tốc độ là không được. Không được chết nữa nha. Ui. Mình tính rồi, mình ba đường mà. Chiêu chiêu đi các em, chiêu chiêu đi. Ok, chiêu chiêu được, mình đang chiêu được. Bè 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 bè. Phong thái đi, phong thái. Phong thái nữa à? Giữ lại được, giữ lại được. Phong thái. Phong thái một game nữa thôi à? Lê luôn. Ê, có thằng nữa, có thằng nữa. Giữ lại này, giữ lại không, có mà nó bỏ rồi. Phong thái cơ. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Qua này. Môn từ đất đấy nhờ, phong thái cơ. Phong cách. Có cầu, có cầu, có cầu. Tụi qua bắt tốc. Tụi qua nè. Môn từ đất thế nhờ, phong thái. Tụi qua này. Rồi. Về để đánh bọn kia anh em ơi. À kia anh. Đi đi đi. Đó là lôi 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 cover, đánh cover. Ủa được, ok đâu, nó liên mất tóc rồi. Cái đó. Quân đầu, quân đầu, quân đầu, quân đầu, cắn đó. Ê, bảo rồi, bảo rồi, quân đi, quân đi, quân đi. Ở đó, bảo rồi, bảo rồi. Bảo tao tưởng cầu giống con. Thằng, thằng, thằng heo, được con, tao tưởng nó còn mày. Không, tao bảo cô đâu, tao nào mà. Ủa, lấy ra nè, ủa, lấy ra, ủa, lấy ra nữa nè. Có giáo sinh gì không? Có giáo sinh nữa. Hết mạng phong cách rồi. Chạy, chạy, chạy rồi, đoạn này không phong cách rồi, đoạn phải chạy rồi. Không đâu, không đâu, bỏ tao này. Thằng nào bảo win luôn mà. Thằng nào bảo win luôn ơi. Con mẹ. Thằng nào, thằng nào, thằng nào, thằng nào cố láo ấy, thằng nào cố láo. Anh luôn mà. Ê á. Thằng nào bảo win luôn mà. Ăn luôn. Làm ơn lê rồi. Hết phong thái rồi. Giờ làm ơn rồi. Xin rồi. Không phong thái nữa rồi. Hà ra hết phong thái nữa rồi. Thằng anh. Ui. Tê đây. Đúng rồi. Hô nữa lên. Hà ra mà hô nữa lên. Hô mạnh vào. Thôi này anh em ơi. Vô. Đi vào vui lên điện thoại. Đánh tới 14 trận lượng. Lú lắm. Ở bên kia nó đi nói một game nữa thôi đi mày. Bên kia nó đi một game nữa thôi, một game nữa thôi. Giờ số 1 lên hả? Một game thôi. Cố gắng lên các em, cố gắng lên. Cố gắng hãy làm cho những người ngồi trên kia tự hào về các em. Cứ mà đợt tấn là win được có một lần. Mình tức là win. Mình biết của nó hôm nay rồi, đúng chưa? Hay nhờ. Đoạn này hay như vậy, đoạn này đắc giá phết như. Đấy, đấy là anh em rất là thắc mắc là tuyển thủ họ ngồi trên khán đài thì tâm lý của họ, tâm trạng của họ như nào đấy. Đây này, những cái đoạn như này, đoạn đắt nhất ở trong những cái đoạn mà tâm trạng của tuyển thủ ở trong những cái trận đấu hồi hộp và căng thẳng nhất đây này các bạn này. Bình tĩnh là win chắc. Em, tóc là chơi luôn, tóc là chơi luôn. Tóc chơi luôn á. Cứ cọc mic nhỉ. Bỏ mấy ba rồi nhưng mà không sao lắm đâu. Bỏ bố nữa, bỏ bố đấy. Ừ. Đây anh em chơi được. Được, chơi được. Đấy được chơi nữa. Chơi đi, chơi luôn á. Anh yeah. Hàn. Không luôn, rất là dưới. Mẹ mày anh Hàn, sẵn con Grizzly ở trên tay nó phải có giá trị của nó. Thật sự. Không phải lâu nhiên mà anh Hàn sẵn con Grizzly trên tay nhá. Lên lên lên. Tập đi bắt tóc bắt tóc rồi, chơi luôn.
Còn mẹ anh Han kìa. Mẹ không phải ngẫu nhiên anh ấy là Han săn con khí dịch ở trên tay to đùng đâu. Mày biết không? Mẹ nguyên được trên cánh tay luôn kìa. Cho nó cắn câu không được, không cần tranh chấp đâu. Anh cấp. Lỗi anh ơi. Ông cấp. Ông cấp. Nó phát xài đấy. Nó phách, nó phách, nó phách. Tin anh, nó phách. Nó phách đi hướng xuống một tí. Từ 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 từ. Thế nào? Cho nó cắn câu không được, không cần tranh chấp đâu. Nó cắn lỗi anh ơi. Đi à. Nó phát xài đấy. Nó phách, nó phách, nó phách. Tin anh, nó phách. Nó chạy lên nè. Đi hướng xuống một tí, hướng xuống, tao hướng xuống. Cho nghe này. Con nghe nhìn nha. Chơi, đi đi đi. Chơi đoán biết thế trận, đoán biết tình huống, tất cả đều hay cho đến khi thằng Mẹc xuất hiện. Sao à? Khoảnh khắc ngôi sao. Game 7 chắc chắn thắng. Ok. Quyết tâm. Anh em mình làm đúng rồi, không có gì cả. Không có gì phải tiếc. Làm đúng rồi. Chỗ rồi, anh ngồi chứ, anh ngồi chứ, anh ngồi chứ. Không cần chỗ đâu. Có đến ngồi chứ đâu rồi. Khổ thân Ara thế mày. Khổ thân Ara thế mày. Mà tôi nhìn thấy rất là thương nhưng mà tôi vẫn phải cười. Tôi rất là xin lỗi Ara. Nếu như Ara có xem được cái reaction mix check này, anh rất xin lỗi em. Thương thì anh rất thương nhưng mà cười anh vẫn phải cười. Ôi, có em xinh xinh. Trọng tài à? Có em trọng tài nào mà mình không biết nhỉ? Tao gọi anh sân khấu sướng. Anh sân khấu sướng. Còn mẹ thằng ấn điều. Vô chi thật. Vô chi thật. Ây à. Anh nhớ cái thế nói hả mày? Thần điều. Có cái thằng nó biết nhỉ? Một em đó. Thằng si khịa sang hẳn bên kia luôn này. Cái mặt này là cái mặt khịa sang tận bên kia khán đài luôn này. Ok. Không cho tụi nó một game nữa đi biến này. Thằng si nó vừa cười với anh. Thằng nó tơ. Đây đây đây, nó khịa sang tận bên kia. Con mẹ. Có khả năng nó biết nhỉ? Khoái chí trêu người khoái chí này anh em. Chêu người khoái chí này. Ok. Không cho tụi nó một game nữa đi biến này. Thằng Phi nó vừa cười với anh. Tao nó chơi một game nữa thôi. Rồi. Chúng mày có thương anh không? Chúng mày có thương anh không? Liếm hạt đây kì. Quả đáy mắt hơi hơi chậm. Không sao sao. Quả đáy mắt hơi lỗi. Kẻ luôn, kẻ luôn. Có đồ yếu rồi. Quý mắt lòng quan thôi. Em mắt ăn kìa. Chưa được. Chưa qua đeo rồi. Nó giơ mặt ra, nó khịa sang tận bên kia rồi. Con cầu cho hao cho. Thèn bùi á. Con cầu. Rồi. Có hai đằng. Tụi đồ yếu. Cộng người dưới đi mày. Tụi đồ này yếu. Ủa. Băng cái. Xuống dưới nè. Tay gái. Không có ai em ơi. Bị lỗi rồi. Đấy, mid cộng 1 nha. Tele bị lỗi. Xin lỗi anh Han nha. Rất xin lỗi anh Han nha. Tele bị lỗi à? Có cái lỗi này hả các bạn? Có cái lỗi này thật không hay anh Han ấn lỗi? Bị lỗi rồi. Đấy, mid cộng 1 nha. Tele bị lỗi bên ơi. Ui, xin này. Xuống tầng sau được nha. You can run mẹ ơi. Không sao. Go. Thằng Ara vừa dặn xong câu vừa dứt mồm. Nhớ cái trận mà chúng nó không đẩy quá cao. Còn nhớ chưa? Ơi, đừng đẩy. Tên này tôi biết rồi. Đứng vô băng này được á. Được. Ơi, nó biết rồi. Không qua cơ. Tôi hát này là lùi không? Con nào? Được rồi. Anh xuống rồi. Lắm đó. Thế là hết. Ta tiến hết chiều rồi. Lùi. Điểm vãi cả lìn rồi. Về đi các em, về đâu nữa? Về tận nhà, về tận Gaming House rồi.
Lính 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 rồi con to bắn ngựa sai lính phải lính em ơi. Ôi thật ra Ara cũng chỉ cố muốn làm tinh thần thôi. Sấy nha, nó sấy nha. Em ơi, được rồi, tông vô, tông vô, tông vô. Con mít, con mít. Nhìn nha, nhìn hai tên à. Ủa được hai tên nè. Còn lính nha. Còn lính, còn lính. Chỗ, 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 chỗ. Chỗ. Đấy, sân khấu đây anh em. Đấy, sân khấu đấy. Mặt đối mặt đấy, face to face đấy. Đấu trường danh vọng đấy các bạn. Ôi. Sân khấu đây các bạn, đấu trường danh vọng đấy, đấu trường khốc liệt đây các bạn. Ai à, chúng ta vừa được trải nghiệm một cái mic check, ít nhất thì nó đem đến cho chúng ta những điều sau. Trước khi đi vào reaction mic check, chúng tôi tôi cá nhân tôi muốn nói vài điều trước khi đi vào reaction mic check. Một, mặc dù cái mic check này tôi đã được nghe một vài những cái cắt đoạn thông qua việc là nghe ở trên trực tiếp ở sân khấu cùng với các bạn. Thì các bạn biết rồi, ở trên sân khấu lớn thì chúng ta sẽ có mic check tại chỗ. Tức là sau khi kết thúc mỗi ván đấu đều có mic check, trừ những trận lỗi thì sẽ có mic check luôn. Thế tuy nhiên thì khi mà xem lại cái mic check này vẫn thấy hay. Bởi vì đây là một cái mic check nó có điểm đặc biệt và nó là hai. Hai, đây là một mic check sân khấu. Đây là một cái mic check tại sân khấu lớn. Và cái mic check tại sân khấu nó có những điều hay hơn so với mic check ở nhà. Đúng không anh em? Đúng là khi mà xem mic check tại sân khấu chúng ta cũng thấy những cái điểm hay ho hơn so với mic check ở nhà. Thật sự là như vậy. Ba nữa đấy là thật sự là vẫn là ám ảnh nhờ. Thật ra là tôi nói thật với các bạn luôn là không phải là cười nhạo Ara đâu. Cười là cũng có một chút chua xót ở trong đấy đấy. Nói thật luôn là nó ám ảnh nhờ. Trong trận đấu này có rất là nhiều những cái thứ đề ra vu các kiểu. Và thực sự luôn là trong trận đấu này thì Ara, tôi biết là những cái câu mà Ara côn ấy chủ yếu để làm tinh thần cho anh em, chứ không phải là Ara chủ quan. Không phải là Ara nghĩ rằng là cứ đến game 7 là sẽ win, mà đơn giản là đấy là tạo động lực, tạo tinh thần cho anh em thôi, muốn để cho anh em tự tin mà đánh thôi. Nhưng mà thực sự luôn là một lần nữa cái câu một game nữa thôi nó lại ám ảnh nhờ. Ám ảnh thật sự. Không thoát nổi, Ara không thoát nổi. Mặc dù hôm nay đã nói giảm, nói tránh, không nói câu một game nữa thôi thì vẫn không thoát nổi. Và điều cuối cùng đấy là thực sự luôn tôi ấn tượng. Thật ra cái câu một game nữa thôi này tôi không thích lắm. Tức là cái tiêu đề của cái mic check này là một game nữa thôi, tôi không thích lắm. Vì cái này nó hơi bị kiểu nó giống với cái số mic check ngày xưa. Nó làm chúng ta gợi nhớ đến số mic check ngày xưa nhiều hơn. Nếu như để lại điểm nhấn cho trận đấu này thì tôi thích câu của PS Man anh em ơi. Tôi khá thích câu của PS Man nói về C. Mà khi mà các bạn được huấn luyện viên của đối phương vào dặn dò cả đội một câu là mẹ thằng ấy nó đang bị điên, thì thực sự luôn là phải chia sẻ thật với các bạn luôn là là thực sự bạn đã làm được những điều thực sự là ở đỉnh. Tất nhiên là cái từ một game nữa thôi này được anh em biết rất là mạnh, bởi vì chúng tôi cũng focus vào cái câu một game nữa thôi này rất nhiều. Nhưng mà tôi muốn thấy một cái gì đó nó điển hình của cái mic check này hơn đấy.